Thưa quý vị và các bạn, gần 2 tháng liên tục nắng nóng gay gắt đã để lại hậu quả nghiêm trọng đối với sản xuất của người dân. Nhiều diện tích cây trồng bị chết hoặc không đủ điều kiện sinh trưởng, phát triển. Cũng qua đợt nắng nóng này, nông dân và ngành nông nghiệp đã nhận diện thêm được một số cây trồng chịu hạn. Và đây là định hướng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Chè, ngô và nhiều loại cây trồng khác đều không thể phát triển trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, trên cùng một vùng đất, vẫn có một số cây phát triển tốt trong suốt gần 2 tháng liền, thời tiết không có mưa. Trên vùng đất 2 hectare, ông Ngô Nam Yến ở xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn cảm thấy may mắn vì năm nay đưa cây mía vào trồng. Giữa cây mía và cây ngô thì với cây tre thì như hiện tại như năm nay thì tôi thấy là có như cây mía nó còn trồng sâu được với hạn hán do thiên nhiên gây ra. Nên tôi thấy có lên năm nay thì so với các cây mau khác thì cây khác thì có lẽ là với cây mía gia đình tôi thì có tâm khả quan hơn. Mía là một trong số ít cây trồng bị ảnh hưởng do nắng nóng, bởi đây là cây trồng chịu hạn tốt. Mặc dù vẫn có diện tích mía bị ảnh hưởng do hạn hán, tuy nhiên mức độ nhẹ hơn các loại cây trồng khác. Đặc biệt đối với những diện tích mía trồng và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật như cày đất kỹ, trồng sâu, sử dụng lượng phân bón đúng cách thì mức độ chịu hạn của loại cây trồng này rất tốt. Trong cái điều kiện hiện tại thì thời điểm này là nắng hạn rất gay gắt, nhưng mà như các chị và các anh biết là cây mía phát triển rất tốt. Chính là cái phát triển tốt đó là nhờ cái sự đầu tư thâm canh của nông dân, trong lúc đó là có cái sự là đầu tư ngay từ ban đầu của công ty. Chính vì vậy mà cây mía đến thời điểm này là phát triển tốt. Còn tất cả các cây trồng khác ví như ngô, lạc, chè chẳng hạn là nắng hạn này là nhìn có thể các chị các anh biết là coi cái mức độ của họ chịu của cây trồng đó chịu hạn kém hơn. Chính vì vậy mà coi trong cái thời gian sắp tới thì công ty cũng mong muốn là cái sự quan tâm của cấp trên để nó có quy hoạch vùng mía đảm bảo nó có cái mức độ phát triển và mở rộng thêm cái công suất của nhà máy của công ty. Biến đổi khí hậu đã khiến cho sản xuất nông nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để đáp ứng với biến đổi khí hậu thì việc chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp là cách làm hiệu quả nhất hiện nay. Và đây cũng chính là định hướng của ngành nông nghiệp trong tương lai. Đặc biệt, trong đợt nắng hạn kéo dài 2 tháng vừa qua, ngành nông nghiệp cũng đã đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm để lựa chọn các cây trồng phù hợp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và bất thường như hiện nay. Trong cái điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay thì đối với sản xuất nông nghiệp thì chúng ta phải chọn những cái loại cây trồng và giống cây trồng nó đảm bảo với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Và đối với cái loại cây ở vùng đồi, vùng bãi á thì đi theo hướng là chúng ta chọn những cái giống ngắn ngày, nhưng mà đặc biệt là quan tâm đến cái chịu hạn, cái cây chẳng hạn như mía, rồi một số cây sắn chẳng hạn thì phải đi theo cái hướng là chọn những cái giống chịu hạn, tuy là năng suất nó thấp hơn một chút nhưng mà chúng ta sẽ đảm bảo cho cái việc sản xuất an toàn. Dự báo thời gian tới, diễn biến thời tiết còn tiếp tục phức tạp. Chính vì thế, việc lựa chọn những cây trồng thích nghi với điều kiện thời tiết là cách mà nông dân cần phải tính toán và mạnh dạn triển khai. Như thế mới hạn chế được những thiệt hại do thiên tai gây ra.